Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã cho like kênh của mình. Hôm nay anh em được biết là trên trang Twitter của FC Bài đã thông báo cho anh em là 4 cầu thủ Icon trong sự kiện Euro 2024 trong FC Bài anh em, cực kỳ là hấp dẫn. Thì ngày mai anh em nó sẽ có một buổi update cực kỳ là gọi là lớn nha anh em, chuẩn bị cho sự kiện Euro nữa và update một số game đây cho anh em. Thì bây giờ mình sẽ vô mình thông báo cho anh em trước ha, những cái gì liên quan tới cái buổi update đó và sự kiện Euro sắp tới anh em, cực kỳ là ngon nha anh em. Ok anh em, thì bây giờ mình vô mình sẽ cho anh em đọc cái tin tức của cái bên FC Dubai trên Twitter đó. Đó, cho buổi update như nào đây. FC Dubai sẽ được bảo trì bắt đầu từ 2 giờ UTC ngày 11 tháng 6 cho bản cập nhật UEFA Euro 2024 đó. Chế độ giải đấu UEFA Euro 2024 nè, chuyển tiếp đào tạo, có nghĩa là điểm training em, điểm điểm training đó. Đó, tiếp tục là cải tiến lối chơi cái nghề gameplay, đó là đường truyền hay học khe hay là như thế nào đó, nó mới cho thêm nữa cho mình ha. Tiếp tục là trong thời gian bạn có thể không truy cập được vào trò chơi, hãy đăng ký để biết thêm thông tin, có nghĩa là trong thời gian bảo trì anh em sẽ không vô game được, nhớ nha anh em. 2 giờ UTC ngày mai, 2 giờ UTC là mấy giờ ta, mình không có chưa cái đội nữa, thì anh em cứ tính đi, tính cứ lên Google search đi coi nó 2 giờ nó là bao nhiêu giờ Việt Nam nha. Đó, nhớ nha, trong thời gian update không vô game được. Rất là nhiều anh em hay bình luận dưới là tại sao em không vô game được, thì đang bảo trì sao vô game được anh em, cứ chờ nó xong đi, còn nó khi nào nó xong ấy thì không biết nha anh em, 2-3 tiếng gì đó tùy anh em, tùy 4-5 tiếng nữa đó, hay xui thôi anh em phải chờ, chứ anh em đừng có hỏi là những câu hỏi khó quá mình không trả lời được anh em, mình đâu phải là AI đâu anh em, khi nào nó update xong thì nó báo thôi chứ mình không biết. Khi đã update xong sẽ có quà cho anh em, yên tâm, đó là cầu thủ Torres 92. Thông tin này mấy ngày bữa trước mình biết rồi nhưng mình chưa thông báo cho anh em, đến hôm nay mình thông báo được cho anh em luôn ha, hiện tại luôn. Ok, đó là những thông tin đầu tiên mình muốn cập nhật cho anh em là về cái tình update như nào. Và hôm nay cũng vậy nữa, nó có 4 cái đề xuất, 4 cầu thủ Icon trong sự kiện Euro 2024. Anh em dự đoán là ai? Đây anh em, cho anh em xem nha. RB98 người Đức nè, CM99 người Hà Lan, tiếp tục RM97 người Anh và ST98 Tây Ban Nha. Thì theo anh em dự đoán là những cầu thủ nào? Đó, nói chung là cũng khá dễ anh em. Bây giờ đầu tiên đi, RB98 người Đức. Thật sự Icon 98 Icon mà người Đức á thì mình nghĩ chỉ có mỗi Philipp Lahm thôi, đúng không? Không ngoài ai khác các Philipp Lahm là đầu tiên. Tiếp tục CM99, trời ơi quá dễ, người Hà Lan nữa, trời ơi. Trong khi đó là Icon đó, nó chưa giải vừa rồi, top S chưa có ra, nó là ai? Là Gullit đó em, đúng không? Chứ bây giờ Hà Lan CM thì có Sidok đó em, còn Sidok nữa, đúng rồi. Có Sidok và Gullit. Nhiều lúc nhiều anh em đồn đoán là Gullit nhưng mà chưa chắc anh em, còn Sidok nữa. Giờ mình mới nhớ ra, đúng rồi, hai cầu thủ đó anh em dự đoán là ai, Sidok hay là Gullit. Tiếp tục RM Anh á thì mình cũng biết hai con thôi, đó là Mark Manaman và Beckham đó. Thì mình nghĩ khả năng Beckham nhiều hơn, Mark Manaman nhiều rồi, cũng có mấy thẻ rồi, Beckham ha. Còn ST thì cũng có tiền đạo Tây Ban Nha, ST hơi nhiều nha anh em, có 3 cầu thủ nha anh em, một là Raul, mà Raul đợt đầu top S ra rồi, chắc là loại bỏ đi, không có rồi. Hai là Morientes, 3 là Fernando Torres. Tây Ban Nha chỉ có 2 cái thôi, Torres và Morientes thôi. Thì theo mình á, theo mình nghĩ á thì có thể là Torres. Torres đúng ta, tại Torres rồi nó sau khi update nó tròn còn 92 rồi. Và khả năng là Morientes cao nè, thật sự Morientes cao á. Thì bây giờ mình tóm lại dự đoán của mình ha. RB là Philipp Lahm. Còn CM99 á hơi khó nè, thật sự á. Trong hai con là con Sidok và con Gullit. Thôi bây giờ mình sẽ là dự đoán sẽ là con Gullit đi. Rất là nhiều đã nhận Gullit thì mình sẽ theo anh em đi. Gullit là CM. Còn có RM mình dự đoán là con David Beckham. Đó. Tiếp tục ST98 mình dự đoán là Morientes. Đó, thì anh em dự đoán là con gì? Hãy bình luận vui dưới cho anh em. Ok anh em. Đó là 4 dự đoán của mình. Ok, tiếp tục. Đây là dự đoán của bạn là trên Wister mình lấy về nè. Là con Philipp Lahm nè, Gullit nè, Mark Madaman, Morientes. Đó cũng gần giống như mình gì đó, khác nhau chỉ có một vài cái tên thôi. Đó. Tiếp tục, bạn khác nữa cũng là Philipp Lahm nè, Gullit nè, Beckham,
và Torres. Đấy, lăn quẩn mấy cái tên thôi, rất là không có nhiều. Ok anh em, đó là hai cái dự đoán của hai bạn trên Twitter mình lượm nhặt được cho anh em. Tiếp tục, đây là những cầu thủ mà một số anh em gọi là concept dự đoán cho cái giải Euro sắp tới. Đây là toàn icon không anh em? Đó, của bạn Maristat nè. Đó, ok anh em, bây giờ mình đọc sơ cho anh em ha, để mình cùng dự đoán như nào cho cái sự kiện Euro này. Đầu tiên sẽ là con Casillas nè. À, có Gullit nè, Van Basten nè, Conesta nè, Chanton nè, Peter Maisen nè, Luis Figo, Biplo nè, Flauser nè. Con này con gì ta? Để mình tấm to con gì đây? À, Philip Lam, Seven Guerra nè, Ferro Torres, Bavan Neffet, Double Sugar nè, The Siley nè, Hagi nè. Con này nhìn gì mình to đây? À, này. À, Cap de Villa, Đu Đất, còn Paulo Buche, Vitanelli nè. Đó, và con Mark Manaman. Đấy, nói chung là mấy cái tên đó thôi. Nói chung châu Âu mà mấy cầu thủ ngon không anh em? Thành ngon không? Ai cần này, ai cần nha. Dự đoán thôi. Dự đoán thôi. Tiếp tục. À, một bạn dự đoán những cầu thủ trong sự kiện sắp tới là De Jong nè, 98, Chiesa 98, còn Guler. À, con Guler đang nổi anh em. Con này của Real Madrid nè. Đúng rồi. Con này tên này khó đọc anh em ơi. Mà Dasvila Vili chứ, tên là Vili cà ca của anh. À, con này chắc là mới nổi nè. Tiếp tục là con Gia Felix nè, con Yaman của Tây Ban Nha, còn Hoi Dung, còn Akinji, còn Lumlin. À, Lumlin, còn Lumlin của Urena nữa, đúng rồi, cũng đang cũng khá nổi anh em. Nói chung là bạn này đề xuất khá ok chứ, con này khá ok chứ. Tiếp tục là bạn Kony Gaming đề xuất là con Tommy Ross nè, Waker nè, Ruben Dias, Saliba, Ake, Saka, Beffrey, Oblak nè, con Parakeria nè, Vlahovic, Chiesa, De Jong. Nói chung là cũng lăn quẩn vài cái tên nổi tiếng đang thi đấu ở châu Âu không độ tốt rồi. Thì nói chung là thì nó được gọi là đội tuyển quốc gia mà anh em, cũng khá ok. Có Tommy Ross chắc này là mùa giải cuối cùng của Tommy Ross đấy quốc tế rồi, cũng hơi già anh em, thì Tommy Ross đã cũng khá ok chứ. Tiếp tục một bạn khác nữa, Maristat nữa nè, cũng là xuất Tommy Ross nè, Bellingham nè, Robbery nè, Oblak nè, Chiesa nè, Robertson, còn Rabiot, còn Savic, Zobotlai, Hozum, Akensi, và con này con gì đây? Musit ra. À, Musi, con Musi của Albany. Con này hơi lạ, mấy cái nước là lại mình không rành lắm này, mức quần quen thôi. Nói chung là cũng ok, cũng lần quẩn mấy cái đó thôi. Tiếp tục, tiếp tục là Mbappe nè, đúng rồi, phải có Mbappe chứ, Ronaldo nữa nè, đó phải có chứ, đúng rồi. Còn Van Dijk nè, Lukaku nè, Snyder kia nè, và còn Zielinski nè, còn Lunin nè, Savic, Tabitzer nè, còn Lou Guler. Đó, còn gì đây của Marseille nè, con Capone nè, con Hagi. Đó, nói chung là khá là nhiều con hàng cũng khá tốt trong cái sự kiện Euro này. Nói chung là đề xuất trước thôi, nhưng mà nghĩ là có, nhưng mà chưa biết over là bao nhiêu thôi. Thật sự mấy cái này là quá quen thuộc với mình rồi. Thật sự luôn em, đó Mbappé, Ronaldo nè, con Snyder kia của PSG cũng có nè, đó chưa. Đó, Inter Milan ta, qua PSG đúng rồi, qua PSG rồi. Lukaku nè, đó. Đây, tiếp tục anh em. Có Mbappé nè, Harry Kane nè, đó, Foden, Bellingham, Camavinga, Saliba nè, Tommy Ross nè, Bruno Fernandes nè, Bastoni, Lunin nè, Rudiger, cũng đúng anh em. Đã thêm một vài cái tên mới nữa. Nói chung là Euro này quá nhiều cầu thủ hay, thật sự là quá nhiều luôn. Đáng mong chờ đi, mong chờ là mình có thể nói nó ngon ngon. Thì thật sự mình nghĩ là chờ icon thôi, mấy con icon thôi. Chứ mấy thẻ cầu thủ này, mấy con U-Top-S với Top-S đang ngon rồi. Ra Euro thì cũng chưa biết nó ngon như thế nào, nhưng mà mình nghĩ Utopet với Topet vẫn đang ngon thật sự luôn. Đây, tiếp tục nè. À, con Ronaldo có nè, Kimmich nè, Robbery nè, Rostone nè, Djokovic nè, De Ligt nè, Kante nè, ấy Kales cách theo đúng rồi, còn Demiron nè, Lorenzo, Akanji. Đấy, nói chung là những cái tên đó thôi. Ok anh em, đó là những cái gì nó đề xuất, nó là dự đoán trước cho anh em những cầu thủ vào trong sự kiện Euro này. Theo anh em thì ai xứng đáng có tên trong thẻ cầu thủ mới đây? Ha ha, nói chung là rất là nhiều anh em. Thật sự thì toàn những cầu thủ nổi tiếng mà thật sự luôn đang chờ châu Âu tụ gọi là đang là phong độ thì mới được gọi là đội tuyển quốc gia thôi, đúng không? Nhưng mà sau khi Top F này ra Euro thì cũng hơi tiếc thật sự, tại vì cái thẻ U Top F với Top F vẫn đang ngon, mà nó ra Euro mà thật sự quá ngon luôn, thì không biết chọn lựa như thế nào đây. Mình nghĩ là U Top F và Top F vẫn ngon, chưa hết thời đâu anh em, thật sự chưa qua sự kiện mới, chưa là còn phải ít nhất là 2-3 tháng nữa nó mới hết được.
Thì ok anh em, đó là những dự đoán của những anh em trên Twitter mình lượm nhặt được, mình muốn chia sẻ anh em cho sự kiện sắp tới. Đó, ngày mai sẽ update nha anh em. Nhắc lại lần nữa, ngày mai update sẽ không vô được game. Anh em đừng hỏi mình khi nào xong nha. Mình không biết đâu, tại vì nó update 2-3 tiếng, 4-5 tiếng nữa chưa biết. Khi nào xong, nó sẽ thông báo trên Twitter, mình sẽ thông báo cho anh em. Ha, ok anh em ha. Bây giờ, tiếp tục. Hạt hot 888 để xem có hot không, mở bắt tiếp anh em. Ok, bây giờ mình xem coi cái hình này như nào. Mình mới update hình lên 99 rồi. Mai mốt mình sẽ gọi là gần hết sự kiện đó, mình sẽ update hình lên cho bao nhiêu ha. Mình chưa có upgrade. Quá ngon rồi, hình quá ngon rồi. Nói chung là cũng được đội được vài con trong cái sự kiện này. Nó như MVP nè, Martinez, Zidane, Bertis nè, Dustin Butt nè, Szczesny nè. Đó, còn mấy con dự bị nè. Hay có con Dentiro, con Adio Bayang nè, Falkland, Cavanho, Saliba, nhưng mà mình vẫn chưa sử dụng. Tại vì khi nào mình sử dụng vô hình đó, uptrend lên đó, thì nó mới lên over được. Tại vì nó vẫn còn xài những con uptrend cũ, nó mới cho over cao được. Chứ giờ mình sử dụng cho con Saliba over 97 vô thay thế con Campbell, tự nhiên nó rớt xuống 198 này, thấy không? Thấy chưa anh, thấy không? Rớt xuống 98 lên. Nhưng vậy, tại vì mình uptrend đó, nó tính uptrend nữa đó, nên mình để lại con Campbell. Đấy, Campbell này nó sẽ lên 99 lại, thấy chưa? Thấy không? Để khi nào mình update đội hình đi, nó sẽ uptrend những con mới, nó sẽ lên lại. Khả năng đội hình nó lên được 100 hoặc 101 nó. Ấy, mình vẫn còn rất nhiều con Martino. À, nhưng mà mình đã chờ gần cuối sự kiện đó. Lấy xong một con U top SV là mình sẽ update đội hình lên. Yeah. Ok anh em, bây giờ sẽ vô phần cửa hàng đi. Mở chơi một gói 3k gen đi để xem như thế nào. Vô nha anh em, kiếm cơ hội thêm đây. Đây. Kiếm một con U top S ngon ngon coi. Vô nè, đấy. Vô. Đầu tiên là chỉ được khởi động thôi. Phát thứ hai nè, đánh con ngon nha, ngon nha, ngon nha, ngon nha. Nhớ nha. Vô, đó. Bảy. Cờ gì đây, cờ gì đây, cờ gì đây, cờ Pháp không? Hay cờ Đức cái này thôi. CB. Tôi chơi Red Bull. Gì đây? Trời ơi, 95 mà được 98, trời ơi. Trời ơi, 98 là được làm, lấy cái đó, lên là ngon rồi, trời ơi. 95, trời ơi. Ồ, con này có 98, mình đang có con 98, trời ơi, tức thật nè, cho anh em xem này, này thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Có con 98, U top S, mình có, nếu mình có 98 là ngon, upgrade lên là ngon, là trời ơi, 95 mới thế nó mới đâu. Trời ơi, em là chơi nhỏ quá. Trời ơi, 95 là cái gì, lỡ cho 98 đi, trời ơi, upgrade con này ngon rồi. Tức quá anh em, bây giờ vô, etchen tiếp, à, bây giờ etchen anh trước đi. Quá tức, quá tức. Trời ơi, Lost the Bat ơi. Ok anh em, bây giờ mình sẽ phải cái gói gói này đi. Ô, gói này thì chết rồi, gói này không được rồi. Gói này thiếu con rồi, thiếu con 94 rồi. Để mình coi mình có cái nào để mình add chain nữa không. Để lấy con 94 rồi. À, đây được nè. Này thiếu 3 con rồi, được. Giờ mình add chain này đi, để kiếm 3 con nữa. Mấy con này thì mấy con không bán được thì mình cho nó vô hết. Mình để dưới Henry lại làm kỷ niệm chơi anh em. Mấy con icon mình giữ lại làm kỷ niệm. Đó. Còn mấy con này thì cho lên dĩa hết. Rồi trên hết. Hay vô. Đây. Để con này có may mắn hay không. Vô. Thôi cái này không quan trọng. Cái này thì để lấy cơ hữu để nó mang con kia trên thôi. Đấy. Ok anh em. Vô. Bây giờ mình sẽ sang phần 9498 trước. Đấy, 6 cầu thủ này vô. Nè chen phát đi, để kiếm con 94 qua mình kìm nè chen phát, nó ngon ngon coi. Ây, con này kiếm con 97-98 được con đó. Người anh em ơi. SB. Bây giờ thích, hãy đi kìm em ơi. Bao nhiêu, 98 không, 97 rồi. Trời ơi, tức quá, tức quá. 97, sao mình mém ta. Ôi, con 94 kìa. Trời ơi, cái bắt này mà lại con 97 là hên lắm anh em. Thật sự hên lắm nha. Tại bắt này ta đã 94 thôi mà. Trời ơi, hên thật. Trời ơi, sao mà Harry Kim được xài đâu. Đó, bây giờ mình sang phần này nè. Đó, 94-99 nè. Đây, có một con 94 rồi. Cho vô. Đó, vô anh em. Trao đổi lên. Đó, vô. Hay kiếm tiếp, có con gì không. Kiếm con icon với ngon. CB Mandini á. Người anh, nghe người ý quên lộn. Ê, Hà Lan rồi kìa. ST Hà Lan hả. Chết rồi, ST Hà Lan. Tiêu mình rồi, nên ngôi tiêu. Trời ơi, con Roy cũng được rồi, con Roy nữa. Con Roy đâu rồi, 95 ở đâu. Trời ơi, con 94. Trời ơi, mình phải gỡ gạt lại bằng cái bắt U top S. Hay 97-99, hai vô anh em. Nãy giờ được hai con 95 nè. Có thêm hai con gà cô bé cho giữ lại quá.
con cam Isco với con CB Bastoni đi. Ok đi hàng này đi, hàng này mình không xài lắm, chơi luôn đi. Vô anh em, để anh kiếm con Utop S ngon ngon rồi. Để mình coi cái cần cái gì, cần cái gì, còn con gì đây. Mày con gì đây, mình đang thiếu một con CB hả? RB anh em ơi, RB thay thế con Bim Bong đi, hoặc là LB. Đúng rồi, RB, RB đi. Con gà cam có rồi. Có đội hình như vậy có gì, ồ ST quá trời rồi anh em ơi, ST. À ST có con Martinez rồi. Ồ ghê đó, Harry Kane ổn quá. Tiếc thật, Harry Kane đều mới dăng 97 kìa. Xe em cũng được, xe em thấy con Vulis cũng được, Vulis đang thấp, over thấp quá. Xe em Bellingham cũng được, ok anh em, bây giờ vô ha. Mình, đó là mình mong muốn nha nè, mình mong muốn thôi. Còn vấn đề nó ra hay không là không biết. Bây giờ mình vô làm một phát nè. Làm một phát coi như thế nào đây. Ok, mình xác nhận nó cái đi. Ok, mình phát nó đi, vô. Là Bellingham cũng được, Bellingham là tiếp tiêu Messi cũng được. Không cần là tiếp tiêu Messi ném thôi. Argentina cũng được, ngon rồi. Ê Hà Lan nữa kìa. Xem Hà Lan hả? Có gì Hà Lan hay chích chích ra. 97 anh em ơi. Cũng là CM mà nó lạ lắm em, nó lạ lắm anh em ơi. Cũng là CM mà nó Hà Lan anh em ơi. Hà Lan mà Hà Lan này cho BNV, biết gì. Trời ơi đen rồi. Ôi ôi, nó giờ làm phát nó chứ còn mấy con. Còn 3 con nè. Ai. Còn một con Âu giờ ba dân. Ê con Saliba thì mình ổn quá. Saliba mình đang mình định để mình dùng nó. Cái rồi để mình coi con CB còn con nào nữa không ta. Chứ đầu CB có con nào 96 không? 97 không? Mới con Saliba hả? À, còn con 96 kìa. Bây giờ nếu mình chơi khô máu thì thêm một con quất con Saliba luôn hả? Saliba luôn, ổn quá. Saliba mình để mình over cao. Tiếc quá này mà, tiếc quá thì nhìn nó ra con CM97. Giờ mình không biết xử lý sao đâu, giờ cho vô thay con Vulis à. Rớt lên nào, bảo đảm rớt rồi nha. Bây giờ rớt lên chưa em, tại vì uptrend mà, uptrend lên mới được, rớt lên. Trời ơi, xem Bellingham đi. Tức quá em ơi. Ok nè, để sau đi. Để sau mình Etienne tiếp. Chứ bây giờ mình Etienne nó ổn quá nè. Không có đủ. Etienne con Saliba thì ổn, Saliba để đó đi. Khi nào mà có con CB khác cao hơn thì mình thay thế. Mình Etienne hết luôn. Thì ok anh em. Bây giờ mình xem coi có cái gì mà chơi cho anh em tiếp không. Cho mày đi. À, để kiếm con nào nó 96, 97 coi. Hình như mình có cái gì đó mà chơi cho anh em sao nhỉ. Có gì đó đó. Để coi. Utopet, à Utopet thì hôm nay được 450 rồi. Chắc đủ anh em. Còn đến 9-10 ngày gì đó nằm đủ qua bên dưới rồi. À, à cái phần này anh em ơi, phần này anh em ơi, ngon. Đây có cái phần 93-99 này nè, 93-99 này. Không để được, clip sau mình mở đi. clip này hơi dài rồi. Thôi clip sau mình mở cho anh em, clip này mình ngưng rồi đi, clip sau đi, chứ clip này dài quá rồi, anh em coi dài quá rồi. Thì anh em thấy clip này thì nhớ like share cho mình nha anh em. Và anh em chưa đăng ký những cái hộ nhé. Cảm ơn anh em, chào anh em.